Quốc Huy xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình của Anten TV và chào hân hạnh đến quý vị khán giả đang xem chương trình tại quê nhà Việt Nam. Và kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Quốc Huy cũng rất là hân hạnh được gặp chị bác sĩ dược sĩ Christina Cao. Trong thời gian gần đây chúng ta cũng biết là ở tại Formosa, Hà Tĩnh, những cái chất độc hại thải ra môi trường của Việt Nam và gây ra một cái thảm họa môi trường đối với người dân Việt Nam, giống như là một cái hệ quả lâu dài. Và rất là nhiều đài báo và truyền thông quốc tế họ cũng đã quan tâm đến vấn đề và cũng có những cái phóng sự để làm cái điều này. Và một trong những cái người mà đã cho vận động một cái thỉnh nguyện thư cho FDA, tức là cơ quan giám sát thực phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm của tại Hoa Kỳ, về các vấn đề là những cái chất độc hại ở trong cái hải sản của Việt Nam. Thì để tìm hiểu thêm vấn đề này thì trong ngày hôm nay Quốc Huy hân hạnh được gặp chị Christina Ngọc Cao. Thì chị là trong một trong những người đi vận động cho cái chương trình này. Dạ, xin kính chào chị Christina. Xin chào Huy và xin kính chào tất cả mọi người đã xem đài. Do đâu mà chúng ta phát động cái phong trào mà ký cái thỉnh nguyện thư và được cái phản hồi của FDA, thì chị cho biết thêm về vấn đề này thưa chị. Thì chị muốn cho em biết là chị cùng với hai người, đó là anh Công Đỗ và anh Châu Long, thì khi mà mình thấy cái thảm họa về cá chết hàng loạt ở Việt Nam, thì lúc đó khi mà chị viết cái thỉnh nguyện thư này thì vào đầu tháng 4, thì lúc đó thì mình chưa có biết chắc chắn cái lý do là tại sao mà cá nó bị chết hàng loạt. Nhưng mà thì tự vì cái sau đó thì chị bắt đầu chị tìm hiểu thêm, thì chị thấy là Formosa đó là một cái hãng mà có rất là bad reputation, là về ảnh hưởng môi trường, về những cái sản phẩm mà họ vừa làm mà có hai cái chi nhánh ở Mỹ, là cái hãng này là cũng đã bị Mỹ phạt rất là nhiều tiền, tự vì họ đã làm ô nhiễm môi trường. Thì từ khi mà chị thấy được, tìm thấy được những cái kết quả đó, rồi sau đó là chị thấy là dân của mình đứng lên để mà biểu tình, để mà chống đối cái này thì bị nhà chính quyền đàn áp. Thì chị thấy cái đó là mình ở đây, ở hải ngoại, mình được có cái tự do dân chủ, thì chị thấy là cái việc này mình nên làm, để tự vì không những là mình giúp cho cái người dân Việt Nam của mình, để thay cho họ có cái tiếng nói, và cũng là một cách để cho mình cho những người cộng đồng Việt Nam của mình ở hải ngoại, không những ở Mỹ nhưng mà ở trên toàn thế giới, để biết là cái tầm quan trọng, là cái mức ảnh hưởng về cái môi trường như thế nào, và cái ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như thế nào. Khi mà chúng ta làm cái thỉnh nguyện thư như vậy gửi cho FDA đó, thì cái kết quả hiện tại bây giờ chị có thể cho biết thêm? Thì khi mà chị cái thỉnh nguyện thư nó được gửi lên đó, thì sau đó khoảng chừng 3-4 tuần thì chị cái thỉnh nguyện thư đó được nhận được cái phản hồi từ cái FDA. Mà cùng lúc với đó thì anh Công Đỗ ảnh cũng có viết một cái lá thư gửi thẳng lên Bộ Y tế. Thì tại vì cái Bộ Y tế là FDA là nằm dưới cái bộ phận của Bộ Y tế, cho nên là mình muốn cho cái công việc của mình có cái hiệu quả, thì mình cũng anh Công cũng có gửi thẳng lên Bộ Y tế thông qua cái người này là gọi là dân biểu của Quốc hội. Yeah. Thì mình cũng đã nhận được cái thỉnh là cái phản hồi từ Bộ Y tế, thì cái đó là cũng là một cái điều đáng mừng cho cái chiến dịch này. Thì mình sẽ thì chị nghĩ là khoảng chừng 2-3 tuần nữa thì cái bước tiếp mà tụi chị sẽ làm là sẽ vận động Quốc hội, dân biểu của Quốc hội cùng ký vào cái thỉnh nguyện thư này của tụi chị, và giúp cần được cái sự giúp đỡ của họ, để họ cùng giúp mình để lên tiếng,
Tự vì cái này là không những ảnh hưởng tới môi trường cho cả thế giới, tự vì cái này là biển, biển là cho cả thế giới, nhưng mà cái chính là cái sức khỏe của tất cả cộng đồng người Việt của mình tại tại Mỹ. Chị có thể cho biết được cái một cái những cái nội dung ở trong cái bức thư, cái điểm mà chính nhất chúng ta nhắm vào là để chúng ta thực hiện cái việc gì? Cái điểm, cái nội dung chính của cái tỉnh nguyện thư này đó là mình muốn bộ FDA và những cái thành phần mà kiểm tra những cái hải sản, những cái thành phần nước mắm hay là tất cả những cái gì mà được nhập qua từ Việt Nam, là mình muốn cho họ là có pay more attention để mà inspect more, tại vì khi mà những cái sản phẩm đó nó không đạt tiêu chuẩn hay là nó bị có nhiều cái chất kim loại mà vượt quá cái mức độ cho phép, thì cái đó là cái ảnh hưởng lâu dài đến với sức khỏe của mình. Cái đó là một cái phần mà chị rất là lo ngại. Chị có nghĩ rằng chúng ta sẽ bị dễ hiểu lầm khi mà chúng ta vận động mọi người giống như là kiểu tẩy chay hàng Việt Nam hay là như thế nào? Chị nghĩ cái vấn đề đó như sao? Chị nghĩ cái này không phải là tẩy chay những cái sản phẩm của Việt Nam, tại vì mình muốn cho mọi người biết là những cái sản phẩm mà mình dùng, ít nhất một cái điều mà mình phải là ít nhất là mình cũng cần phải biết là những cái thức ăn, những cái gì mình ăn phải đạt cái tiêu chuẩn an toàn. Cho nên khi mà mình không có được cái sự trả lời mà chính chắn từ cái chính quyền đó, thì họ không trả lời thì mình phải tự tìm cái câu trả lời cho mình. Cho nên cái này không phải là mình kêu gọi tẩy chay, nhưng mà mình kêu gọi mọi người phải làm theo cho đúng luật. Tại vì ở Mỹ cái gì cũng phải theo đúng luật hết. Mà cái sự an toàn cho consumer, an toàn cho những người tiêu dùng, cái đó là cái điều quan tâm số 1. Cho nên mình muốn nói cái đó là cái tâm điểm của cái thỉnh nguyện thư này của chị. Kính thưa với lại chị, thì giống như chị là cũng là một trong những người, chị cũng trong ngành dược, giống như là chị cũng cộng tác và chị làm qua nhiều cái cơ quan khác nhau trong nhiều năm. Thì cái vấn đề mà ảnh hưởng môi trường, giống như vừa rồi ở tại Việt Nam có công bố có một số cái chất độc đó, thì chị có tìm hiểu vấn đề này hay không? Thì khi chị cũng có đọc cái bản mà kết quả mà khi mà Formosa đó nó chịu nhận trách nhiệm là nó là mà thải những cái chất độc ra, thì có một vài cái chất độc mà chị đọc chị thấy là nó kêu là cyanide hay là phenol rồi hay là kim loại là chất sắt. Thì để chị muốn focus on chú trọng trong hai cái chất độc đó là cyanide và phenol. Tại vì cái cyanide thì em biết đó, nếu mà là một cái chất khí đó thì nó rất cực kỳ là độc, tại vì cái đó là họ đã dùng ngày xưa, tụi Đức nó đã dùng để giết hàng loạt những người Do Thái. Và còn cái phenol đó là khi mà mình em coi trong cái công thức của nó đó, cái phenol thì nó có thể khi mà nó vô trong một cái lượng lớn, nó vô trong người của mình đó, thì nó sẽ làm nó damage cái DNA. Thì cái DNA của mình là thì sau đó eventually nó sẽ cause cancer, thay đổi cái gene của mình rồi nó cause cancer, là nó làm cho ung thư. Thì cái đó, hai cái thứ đó nó cực kỳ quan trọng. Thì cái đó là nó khi mà mình bị như vậy thì hai mấy cái chất độc đó nó có thể nó làm cho bị khi mà phụ nữ mà sinh em bé thì có thể bị cái brain damage toxic, cho mà damage cái liver. Cho nên rất là nhiều cái medical problem mà sau này thì chị không có biết, không thể nào tưởng tượng nổi là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với đời con cháu của mình. Thưa chị, thì qua những cái nghiên cứu hoặc là qua những cái điều mà chị tiếp xúc được á, chị có thấy rằng nếu mà ở tình trạng ở tại Việt Nam, nếu mà chúng ta bị nhiễm những cái chất độc vừa rồi do Formosa làm, hoặc là cái ảnh hưởng môi trường của Việt Nam đó, thì cái việc mà mình khắc phục hậu quả hay là mình tẩy cái chất độc đó, hoặc là cái việc điều trị cho những người nhiễm độc đó, thì về cái chuyên môn của chị thì chị nghĩ vấn đề đó như thế nào? Cái này đó, tại vì number one đó là khi người ta nói là khoảng
ít nhất là 50 năm thì họ mới có thể là họ làm sạch được cái biển. Thì em nghĩ 50 năm là nó rất là dài. Là cho nên là khi mà chị nghĩ tới cái cuộc đời sống của những người dân ngư dân của mình, rồi những cái người mà sống xung quanh cái ven biển và vùng ven biển đó, thì I can't imagine, tại vì cái đó là một cái sức ảnh hưởng rất là quan trọng. Cho nên á, khi mà chị thấy năm cái điều mà cần thiết nhất á, là nên làm sao để cho mình educate, mình đưa những cái kiến thức mà cơ bản đến cho những người dân của mình, đã cho họ hiểu được cái mức quan trọng, cái tầm mà ảnh hưởng của cái này. Tại vì nhiều khi đó người Việt Nam của mình nhiều khi có cái tính là tiếc của, cho nên cứ thấy mà cứ ăn đại. Cho nên thì bây giờ thì cứ thấy đó thì cứ ăn đại rồi thôi, bây giờ không còn cái gì ăn thì ăn đại. Nhưng mà chị cũng đã nói chuyện được với tới được một vài người là bắt đầu là họ đã thấy cái sự ảnh hưởng của cái này rồi. Tôi cũng có nhiều người ăn cá rồi bị nhiễm độc rồi, cho nên nó cho nên cái điều này là cũng là một cái điều trăn trở đối với chị, tại vì chị không biết làm sao mà mình có thể giúp được người dân của mình ở Việt Nam. Vừa rồi chị có nói về cái vấn đề mà khi mà một số chất độc nó làm cho cái bản thân của mình bị cái người nhiễm độc không nói rồi, nhưng mà khi mà chúng ta biến đổi gen ở trong cơ thể của mình á, thì cái thế hệ mà sau kế tiếp đó thì nó sẽ tác động như thế nào thưa chị? Thì chị sợ là thứ nhất cái điều đầu tiên á là con cháu sẽ bị ảnh hưởng về về cái bộ não sẽ không được bình thường là một. Và cái tỷ lệ ung thư chị nghĩ sẽ rất là cao. Cho nên cái hai cái phần đó là chị rất là lo ngại và rất là quan tâm. Còn cái vấn đề mà công ty Formosa họ bồi thường cho 500 triệu đô la, thì chị nghĩ cái vấn đề bồi thường đó của công ty Formosa đối với lại người dân Việt Nam thì nó như thế nào? Theo chị 500 triệu đô là một cái giá rất là rẻ cho những cái gì mà họ đã gây nên cho không những cho nước Việt Nam của mình mà cho con người Việt Nam của mình. Cho nên á, chị nghĩ là một cái nếu là một cái điều mà nên làm nhất là đuổi họ đi, không có để cho mà họ hoạt động một cách trái phép như vậy, mà không những là làm ảnh hưởng tới môi trường mà làm suy sụp cái nền kinh tế của Việt Nam của mình. Là bây giờ không biết là mấy người dân ngư dân đó họ sẽ làm sao. Cho nên cái đó là một cái điều mà làm cho chị rất là buồn, tại vì mình thấy là mình không thể nào làm cái gì hơn để mình giúp họ. Nhưng mà đối với chị 500 triệu nó quá một cái giá quá là rẻ mạt. Chào chút xíu để em hỏi câu này. Xin bác sĩ Christina Ngọc Cao cho biết về chị một chút. Cũng biết được là đối với đồng bào của chúng ta ở bên này thì cũng biết chị cũng là một người cũng thành đạt ở trong cái cuộc sống ở đây. Xin chị giới thiệu đôi chút về bản thân của mình. Thì cũng không có gì, thì chị đi Mỹ theo diện HO, thì chị qua đây năm 91, thì mà khi mà mới qua thì chị không có nói được tiếng Anh gì hết, nhưng mà chị học thẳng 11 năm, là liên tục 11 năm rồi. Thì bây giờ thì chị đã có cái bằng bác sĩ của về dược, thì chị làm cho một cái công ty y tế trên mà công ty này là lớn thứ 5 trên toàn nước Mỹ. Thì hiện tại đó là chị là giám đốc cho cái khoa dược cho 43 cái bệnh viện trên 14 tiểu bang ở nước Mỹ. Thì đó là cái công việc của chị, cho nên chị bay trên trời nhiều hơn là chị đi chợ. Thì cái đó là cái công việc hàng ngày của chị. Nhưng mà do cái công việc hàng ngày á, được biết cái cuộc sống ở tại Mỹ này nó cũng rất bận rộn. Rồi về cái vấn đề chị thấy chị cũng có hai cháu nhỏ, rồi giữa cái công việc, rồi cái cuộc sống của gia đình, rồi cái thời giờ để mình giống như mình
mình lo cho các con hay mình chăm sóc gia đình, thì cái vấn đề đó chị nó để chị giải quyết giữa công việc gia đình và cái công việc của bản thân thì nó như thế nào? Mỹ đó họ có cái câu đó, if you want something to be done, you ask a busy woman to do it. Thì có nghĩa là nếu mà somehow đó khi mà mình bận rộn thì mình làm cái việc của họ của mình nó mau chóng hơn, hay là mình biết cách sắp xếp cái công việc của mình. Thì number one đó là chị may mắn là chị được gia đình rất là ủng hộ. Cho nên khi mà chị bay đi làm thì either chị có bà nội hay là bà ngoại về nhà với chị thì lo cho con, chăm sóc mấy đứa nhỏ giùm chị, cho nên mình yên tâm để mình đi công tác. Còn nhưng mà chị không bao giờ chị làm vào cái ngày weekend thứ bảy chủ nhật, thì cái đó là cái thời gian mà chị chơi với con cái, spend time với nó. Thì ở Mỹ là có cái technology cũng hay lắm, khi nào mà chị đi công tác đó, thì chị Skype hay là chị FaceTime với tụi nhỏ, cho nên mình lúc nào mình thấy là mình cũng có mặt và với tụi nhỏ. Chị khi mà chị điều hành cho một cái công ty như vậy thì chị có thấy rằng mình là người Á Đông á, thì khi mình đi làm những cái vị trí mà quan trọng như vậy trong các công ty đó thì cái cảm giác của mình ra làm sao? Cái điều may mắn á, là ông chủ của cái công ty y tế của chị là người Ấn Độ, cho nên á, là thì cũng ổng thì như vậy thì họ cũng là châu Á. Nhưng mà khi mà mình được trọng dụng đó, mình được giao trách nhiệm, đối với Mỹ đó họ không có cái phân biệt chủng tộc. Cho nên nhưng mà mình phải biết cách thể hiện là mình biết là nếu mà mình có kiến thức, mình có biết cách giải quyết công việc thì họ sẽ hữu xạ tự nhiên hương hả? Dạ Phải hay dạ cái dạ câu đó không? đúng rồi Nhưng không phải là chị khen mình, nhưng mà so với những cái đội ngũ của những cái người mà chính trong cái công ty đó, chị là người Việt Nam đầu tiên và cũng là cái người nhỏ nhất trong cái executive team đó. Thì lúc đầu á, thì công việc cũng bỡ ngỡ lắm, cũng nhiều lắm, nhưng mà sau đó thì khi mà họ thấy là mình có khả năng làm việc thì họ rất là quý. Thì công ty của chị có tới 43 cái bệnh viện như chị đã nói, là trên toàn nước Mỹ, thì tập trung là 14 tiểu bang, thì từ bên California qua tới Rhode Island luôn, cho nên là từ từ miền Tây qua miền Đông của nước Mỹ luôn. Cho nên á là dạ chị cũng bay nhiều lắm, nhưng mà cũng may mắn là sau khi mà chị làm trong cái công việc này 2 năm, thì bắt đầu ông chủ của chị là ông Vice President, là cái người boss của chị đó, ông đã chấp nhận cho chị thêm 2 người regional director. Thì sau này thì chị hy vọng là chị không cần phải bay đi nhiều nữa. Cảm ơn bác sĩ dược sĩ Christina Ngọc Cao về các vấn đề của chị, và cũng mong rằng những cái công việc của chúng ta sẽ được thành công, và xin cảm ơn chị. Rất cảm ơn Huy đã cho chị cái cơ hội này, và xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã xem chương trình của chúng tôi, và xin hẹn quý vị vào trong những chương trình kỳ tới.